Chúng ta tiếp tục với câu 3. Thống kê mặt hàng theo loại hàng. Thông tin gồm mã, loại hàng, tên loại hàng, tổng số lượng. Như vậy là số lượng nằm ở đâu? Cửa hàng, chi tiết phí xuất. Chi tiết phí xuất. Đây, số lượng. Hoặc là các bạn sẽ xem ở bên trên này cho nó dễ ha. Mình sẽ mở cái quan hệ của các cái bảng ra để mình xem cho nó dễ. Quản lý xuất kho nhé. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển các cái bảng nhìn cho nó dễ nè. Rồi, như vậy chúng ta thấy là trong đề yêu cầu chúng ta là có mã loại, tên loại, tổng số lượng. Mã loại ở bên loại hàng. Bên này, mã loại, tên loại. Tổng số lượng. Tổng số lượng thì nó nằm ở chi tiết phí xuất. Cho nên là chúng ta sẽ liên kết ba bảng với nhau nhé. Ba bảng với nhau. Và chúng ta sum theo tổng số lượng. Và chúng ta group by mã loại, tên loại. Đó, như vậy chúng ta phân tích cái đề yêu cầu chúng ta sẽ thấy làm rất là dễ, không khó đâu các bạn. Như vậy chúng ta sẽ có select mã loại hàng. Không, mình ví dụ như mình có ở đây mã loại nó không hiểu, cho nên tốt nhất các bạn sẽ dấu sao, rồi các bạn from loại hàng. Loại hàng phẩy. À, bên này mình sẽ liên kết với gì nữa? Hàng hóa và chi tiết phí xuất. CT phí xuất. Chỗ này là hàng hóa. Mình cứ để vậy cho nó dễ gõ trước để bạn. À, chi tiết phí xuất. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ trên này chúng ta rất là dễ. Mã loại. Đó, thấy chưa? Mã loại. Rồi tên loại. Tên loại. Và chúng ta sẽ có tổng số mặt hàng. Tổng số mặt hàng. À đúng rồi. Tổng số mặt hàng như vậy là hàng hóa và mã hàng hóa thôi. Không phải là tổng số lượng đâu các bạn. Tổng số mặt hàng tức là loại hàng đó có cái loại áo đó là có bao nhiêu mặt hàng thuộc cái loại đó. Ok, như vậy thì chúng ta chưa cần chi tiết phí xuất. Rồi, đơn giản hơn. Nó đơn giản hơn. Và ở đây chúng ta sẽ count count mã mặt hàng, mã hàng hóa. Mã hàng hóa. Rồi, ok. Chỗ này mình sẽ dùng where đi ha. Tại mấy hôm nay mình dùng inner join quen rồi. Chúng ta dùng where đi. Where loại hàng chấm mã loại bằng hàng hóa chấm loại. Rồi chúng ta sẽ group by. Khi mà các bạn có dùng đến sum, dùng đến count thì tất nhiên bạn sẽ group by giúp thầy nhé. Group by mã loại. Group by mã loại. Danh sách sắp xếp theo tổng số mặt hàng giảm dần. Ở chỗ này mình sẽ có order by tổng mặt hàng
Vậy mình order by cho cái count, order by mặt hàng giảm dần. Rồi, mặt hàng giảm dần. Mã loại là thời trang nữ công sở. Có 3 cái mặt hàng là thời trang nữ công sở. Thời trang trẻ em 3, thời trang học sinh 2, nam công sở 2. Đấy, như vậy thì chúng ta đã thống kê mã loại, tên loại, tổng số lượng mặt hàng, danh sách được sắp xếp theo tổng số mặt hàng giảm dần. Chỗ này chúng ta có thể đổi thành add tổng số mặt hàng. Đấy, các bạn thấy là mình đã có được thông tin rất là chi tiết, cụ thể, rất hay nha các bạn. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thành câu 3 của bài assignment của chúng ta. Hoàn thành câu 3, 6.3.